thực sự là hồi hộp và vinh dự, mang vinh quang về cho đất nước Việt Nam mình. Trong một năm nay thì Thúy sẽ đi làm thiện nguyện và giúp đỡ những người có những hoàn cảnh khó khăn, mà trong có cái khả năng mà Thúy sẽ làm được. Tất cả các chị em phụ nữ doanh nhân chúng ta đều có những thăng tiến trong cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Vượt qua các vòng thi gây cấn, thể hiện được bản lĩnh, tài năng của nữ doanh nhân cùng với vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Thí sinh Nguyễn Thị Diệu Thúy, số báo danh 31, đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Miss Universe Business năm 2019. Á hậu 1 thuộc về thí sinh Trần Thị Trúc Phương. Hai Á hậu 2 thuộc về thí sinh Lê Thùy và Trúc Phương. Tối ngày 15 tháng 3 vừa qua, đoàn Hoa hậu Doanh nhân Hoàng Vũ năm 2019 đã trở về lại Việt Nam sau hơn một tháng diễn ra cuộc thi. Trở về nước trong vòng tay yêu thương của gia đình, người hâm mộ và truyền thông, các người đẹp không khỏi bồi hồi xúc động khi chia sẻ cùng phong cách và cuộc sống. Với ý nghĩa là vậy, nhân văn là thế, hy vọng rằng các tân hoa hậu và các á hậu sẽ phát huy hết tài năng của mình, lan tỏa yêu thương, tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn nữa với bạn bè quốc tế.